Đi trên con đường này cần có lòng dũng cảm, chỉ có những bậc đại dũng mới có thể làm được. Trong thế giới rộng lớn này, tay ôm bình bát, mỗi niệm đều chuyên chú vào thân tâm, giống như đang bước đi trên đầu mũi dao vậy. Trên thế giới này 7 tỷ người không có người nào làm như Ngài hết. Chứ tôi không nói việc nào. Cả thế giới này 7 tỷ người chưa có người nào mà hành được như Ngài đâu. Thì Ngài không thành Phật, Ngài không biết thành gì nữa, tôi cũng không dám nói. Cứ theo đó mà tu làm sao ráng cố gắng mở huệ, mở nhãn. Ngài Sư Minh Tuệ tu được như vậy thì mình cũng phải tu được chứ. Làm sao không được? Phải được, cố gắng phải được. Ngài làm được mình phải được. Dâu gió mình không được 10 thì mình được 8. Nói chung là thời đại này khó tu lắm. Người ta cái nào mà nổi trội quá là nhiều chướng nạn, cho nên chỉ có xả hết. Có tu không, có mỗi ngày có đi khất thực, có ngủ ở ngoài đồng, ngoài gò mã đồ không, vậy mà cũng bị phiền bạc. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2024 dương lịch, em đang cập nhật những tình hình mới nhất về thầy Thích Minh Tuệ để gửi tới cô chú anh chị các bạn. Như ngày hôm qua thì cô chú anh chị mình có thể thấy là thầy đã bắt đầu chính thức đi bộ hành trở lại, và ngày hôm nay cũng vậy. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 7 tức hôm nay thì thầy đã đi khất thực. Và sau khi khất thực xong thì có đứng lại để cho bà con đảnh lễ một xíu, rồi thầy đi vào trong công ty của anh Tuấn, anh trai thầy, để tiếp tục tu hành. Có thể nói là ngay giờ phút này thì không có một cái gì có thể diễn tả được niềm vui chung của tất cả cô chú anh chị các bạn, cũng như các cô chú Phật tử ở khắp nơi đang hướng về thầy Thích Minh Tuệ, một vị chân tu đương đại mà chúng ta tôn kính. Như cô chú mình có thể biết là anh Thình là một người em trai rất là thân thiết với thầy, mà không giấu nổi được niềm vui ở trên khuôn mặt luôn á, là được đi hộ pháp kế bên thầy luôn. Cho nên là cô chú anh chị mình có thể rất là yên tâm về tình hình của thầy hiện tại. Và ngày hôm nay đây là những tình hình mới nhất mà em cập nhật được ở tại Gia Lai để gửi tới cô chú anh chị các bạn. Và cô chú anh chị cứ yên tâm đi, thầy sẽ không có mất tích nữa đâu, thầy sẽ không có ẩn tu nữa đâu. Có lẽ là từ đây về sau thì trong mấy tháng mùa mưa này thì thầy sẽ an cư kiết hạ ở chỗ công ty của anh trai thầy ở cô chú anh chị. Buổi sáng thì thầy sẽ đi ra khất thực rồi trở vào để mà tu tập, cũng cho cô chú anh chị các bạn có dịp để mà gặp thầy, để bớt nhớ nhung, để đảnh lễ thầy. Và cô chú anh chị mình có thể thấy là bà con mặc dù tới rất là đông, tới rất là sớm, nhưng mà ai cũng trật tự, không có đi theo thầy làm phiền thầy những lúc như thế này nữa. Đó là một cái điều rất là vui, vì bà con không có gây mất trật tự nữa, mà mọi người đều có ghế, có xếp hàng ngay ngắn đàng hoàng. Và video ngày hôm nay như thế nào thì em mời cô chú anh chị các bạn sẽ cùng đồng hành hết video với em nha.
đây là những hình ảnh mới nhất đó, em đăng lên kênh em là những cái thông tin chính xác 100%. Nên cô chú, nhiều cô chú vô bình luận hỏi có thật hay không thì em thưa là hoàn toàn là thật nha cô chú nha. Hình như là trên thế giới này 7 tỷ người không có người nào làm như Ngài hết. Chứ tôi không nói Việt Nam, cả thế giới này 7 tỷ người chưa có người nào mà hành được như Ngài đâu. Thì Ngài không thành Phật, Ngài không biết thành gì nữa, tôi cũng không dám nói. Trước đây tôi không dám, tôi còn nghi nghi. Nhưng mà giờ này cuối cùng là rõ ràng rồi, thôi thiền định thấy rõ rồi, không dám phạm nữa, A Di Đà Phật. Nhưng hiện tại giờ phút này, tự nhiên một vị Phật sống xuất hiện tại Việt Nam là một tấm gương sáng ha, làm cho một cái kim chỉ nam, làm dọn cái đường, chỉ đường chúng ta tu. Thì không lẽ Ngài đi chỉ hoài, thì sống đàng hoàng tới cái lớp giống như ông thầy giáo, ông gia, ông dạy, ông dẫn đường, ông chỉ cho học sinh, thì học sinh cứ theo đó mà tu. Cứ theo đó mà tu. Mà tu làm sao ráng cố gắng mở huệ, mở nhãn. Ngài Sư Minh Tuệ tu được như vậy thì mình cũng phải tu được chứ. Làm sao không được? Phải được, cố gắng phải được, Ngài làm được mình phải được. Dâu gió mình không được 10 thì mình được 8, được 9, thậm chí được 5 cũng được, được 3 cũng được, được 2 con được, còn hơn là không được. Thì bây giờ Ngài Minh Tuệ có vắng bóng đi nữa, có không chỉ dạy chúng ta nữa, nhưng Ngài đã đưa một cái hành trang, một cái kim chỉ nam, 13 hạnh đầu đà đó, chúng ta theo đó mà chúng ta tu đi. Theo tu, không lẽ giờ Ngài Minh Tuệ không có mình bỏ tu. Cái đó là không được đâu nha. Giống như Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ trước đây cho cái cuốn sấm giảng ra, đó là kim chỉ nam, rồi chúng ta cứ canh đó mà thật tu, tu hoài đúng không? Thì bây giờ Ngài Minh Tuệ đã xuất hiện ra, thì bây giờ chúng ta nên tu theo chính bản thân mình. Mình phải làm sao đưa ông được, ông chủ nhân ông của mình trở về chính mình. Bây giờ chia sẻ luôn cái này là nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa. Nhất tu thị là tu gì? Là khi ông Minh Tuệ, Ngài Minh Tuệ là sư ba, sư Minh Tuệ đi khắp miền đất nước và đã đem cái ánh sáng đưa cho mọi người, là nhất tu thị, là tể cả thành thị, phố thị, thôn quê đều nghe theo Ngài, thấy cái chân dung của Ngài, thấy được cái hình ảnh hành trên Facebook là người ta đã tu rồi. Nhị tu gia là Ngài đi, Ngài ban một cái phước lành, Ngài dìu dắt, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta đi, mọi người đi, thì gia đình này tu, cái gia đình khác thấy ông Minh Tuệ tu vậy, mình tu theo, thấy không? Tu theo cái nữa, xong đồng quạt cái gia đình người khác bàn tu theo nữa, thì cả bá gia này tu, cả quốc gia đều tu. Ba tu chùa là chùa gì? Không phải tự nhiên miếng đất cất lên thành cái chùa à? Cái chùa mới sanh ra là có cái chùa này à. Mà cái chùa giống như Minh Thiện, cái chùa ông thiền, nó hiền chưa từng thấy. Mà cái chùa này là không bao giờ nói được là nói sai, cho dù một việc nói chơi giàu không nguy hại, ngàn đời vẫn ghi. Mà cái chùa này là gì? Cái chùa chúng ta sửa tâm với tánh. Mà cái chùa này nói ra để mọi người tu, mọi người hướng dẫn theo tu. Giống như cái chùa là ông Minh Thiện có cái chùa của ông là cái chùa này. Ông nói ra để cho mọi người biết đó mà tu. Thì bây giờ chúng ta học, thấy không? Thì cái chùa này trước đây có nói những lời cay đắng, có giận, có hờn, có ganh, có ghét, có buồn phiền ai, rồi muốn tức giận ai. Cái chùa này nè, làm ơn ngưng đi, đừng có nói. Mà cái chùa này nè, là làm ơn suy nghĩ bỏ hết giùm tôi đi ha. Cái chùa này chuyển tâm chuyển tánh, mình trước đây chưa biết, bây giờ mình tu theo ngon lành nữa, là Ngài Minh Tuệ xuất hiện ra rồi, mình phải tu theo cái chùa này. Cái chùa tâm của mình suy nghĩ, bởi vì tâm và tướng nó hai cái nó gắn kết với nhau chứ không có liền. Tâm chúng ta nghĩ, tướng ta hành. Thì bây giờ tâm chúng ta nghĩ, tướng là cái khẩu chúng ta nói ra. Thì bây giờ từ đây trở về sau, mong rằng tất cả các quý vị chúng ta lớn nói lời thương yêu,
nói lời thương yêu, đừng ganh ghét, đừng giận hờn nhau, đừng chửi mắng nhau nữa, dạ, thì nó tránh được tất cả những cái phiền toái. A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự mà nói như thế này thì sư Minh Tuệ đã thể hiện ra một việc mà chúng ta hãy luận lại từ xưa nay. Trước đây là Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra và tu hành 6 năm sau khi đắc hành chánh quả, Ngài Thích Minh Tuệ ha sư, rõ ràng tu có 6 năm, Ngài kể lại tu có 6 năm và tới giờ phút này Ngài bước ra chân ra đi, thì chúng ta nghĩ có vị nào mà dùng những lời nói nhã nhặn, khiêm tốn, nhẹ nhàng và gọi là hạ thấp mình nhất là Ngài xưng bằng con, gọi tất cả mọi người xưng bằng con. Không có vị nào kêu vậy. Tất cả các vị tu sĩ của chúng ta từ xưa tới nay, kể cả các thầy, thì bây giờ chúng ta gặp các thầy chúng ta là kính thầy xưng bằng con. Nhưng mà Ngài Thích Minh Tuệ, sư Thích Minh Tuệ là gọi mọi người bằng mọi người và xin xưng bằng con. Đó là một việc hạ thấp nhất mà không ai làm được. Cái vị thứ hai nữa là Ngài xuất hiện trên màu áo ngũ sắc. Màu áo ngũ sắc là cái lá cờ của Phật đản chúng ta đó, lá cờ bên Phật chúng ta là xanh, đỏ, vàng, nâu, đen, trắng. Nó năm, đúng là năm màu, nhưng mà ngược lại thì sư Minh Tuệ mặc tới 5, 6, 7, 8 màu. Đó, thì bây giờ xuất hiện ra như vậy không phải là vị Phật, là gì gì đó, là đại diện cho lá cờ Phật. Còn các vị mà chúng ta tu ở trong chùa thì chỉ một màu áo vàng, hay là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là màu áo nâu, Phật thầy Tế An màu đen, Câu Đài màu trắng đó. Nhưng mà Ngài mặc một cái áo đó là tổng hợp tất cả, gọi là câu nói là giống như là tam giáo quy nguyên mà ngũ chi hiệp nhất, là năm màu giải của Ngài trở về một. Và cái hạnh của Ngài thì khỏi phải bàn cãi, khỏi phải nói nữa, không một người nào trên thế giới này hành được giống như Ngài đâu. Thì Ngài không Phật là gì nữa, mà nếu chứng minh rõ Ngài là Phật nó đơn giản lắm. Tất cả mọi người chúng ta giống như anh em YouTube chúng ta đây, mọi người sáng mở ra mắt ra cũng lo đi cơm áo gạo tiền. Tất cả những người trên thế giới chúng ta đi lo cơm áo gạo tiền, lo này kia, nhưng ngược lại đối với Ngài thì Ngài chỉ có là học theo Phật, là noi theo gương Đức Phật và hành theo lời Phật dạy, thì không thành Phật thì thành cái gì. Đó, rõ ràng như vậy. Thì Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng ta vắng bóng rồi, tới giờ phút này thì Ngài Thích Minh Tuệ xuất hiện ra và là một tấm gương sáng. Còn Ngài mà xuất hiện ra hiện tại giờ này là lo truyền cả nước Việt Nam và cả thế giới, thì quý vị thấy tuyệt vời không? Ngài hạ thấp nhất, Ngài là một người đi ăn mày, đi ăn xin, đi xin chút xíu thôi, để ăn một bữa cơm thôi. Nhưng mà tất cả hiện tại giờ này Ngài giàu hơn là tỷ phú. Bị dòng tỷ phú ông giàu cỡ nào giàu chứ đâu ai được, đâu kính nể được vậy đâu, đâu ai kính trọng ai, đâu có ai mà lại Ngài đâu. Mà ông tỷ phú ông giàu muốn làm chuyện gì bỏ tiền ông mua cũng không được, ông mua cũng không được. Nhưng ngược lại một điều là Ngài Thích Minh Tuệ ha, là không cần gì hết mà sẽ có được tất cả, mà Ngài đâu kêu ai lại đâu, tự động người ta đến lại. Mà những quan chức, những tổng thống như tổng thống Mỹ, tổng thống này kia nọ cũng đâu có ai mà lại gì đâu, nhưng mà Ngài tự động người ta kính lễ mà người ta ngại lại, lại Ngài. Thì như vậy mình hiểu rồi, lại ai? Phải là ông Phật không? Nếu ông ở đây tôi cũng lại ông nữa. Nếu mà sư Thích Minh Tuệ mà ngồi đến đây thì tôi cũng lại Ngài đâu mà. Vì một mình lại một cái hạnh của Ngài không một người làm được, lại một chữ hiền của Ngài mà hiền chưa từng thấy. Ngoài thầy Minh Tuệ đúng không ạ, đang đi khất thực hạnh đậu đà đó, thì còn có những người khác. Đấy thì mình phải coi người ta hành đúng pháp hay không, rồi người ta học pháp đúng hay không, người ta nói pháp đúng hay không, đúng bao nhiêu phần trăm. Đó thì mình dựa vào vừa hình tướng vừa pháp nữa để mình xác nhận. Cho nên có nhiều người bắt đầu không hiểu, rồi bắt đầu bác nói ôi thầy đó không có sư phụ, không có chùa vân vân thế này kia nè, không có giấy tờ, như vậy là tu giả, giả sư vân vân. Mấy cái đó đâu đúng đâu. Đức Phật thời xưa có giấy tờ không? Có phải đăng lên đăng đàn cấp cho mỗi người, mỗi đệ tử có giấy chứng điệp nè không?
rồi đặt pháp danh. Thờ Đức Phật có pháp danh hay không? Không có pháp danh mà có hay không? À, cho nên là đấy là gì, mình phải hiểu được cái giáo lý của Phật mình nói mới đúng, còn không mà mình nói tùm lum đó. Đó rồi thế nào, ví dụ như bây giờ thầy xuất gia đàng hoàng đúng không ạ, thầy xuất gia mẹ thầy cũng đấy, nhưng mà tại sao thầy không muốn nói ra ngôi chùa của thầy, không nói ra sư phụ? Vì nói ra ngôi chùa và sư phụ là gây áp lực cho thêm sư phụ và ấy ngôi chùa đó thôi, người mất công thêm rắc rối. Cho nên quý vị sau này nhớ nha, hành đạo á, nếu mà quý vị nổi tiếng á thì quý vị đừng có tiết lộ ra, hoặc là nói chung là không nói, hoặc là hạn chế để tránh cho áp lực cho sư phụ của mình, áp lực cho ngôi chùa của mình. Nói chung là thời nay này khó tu lắm, người ta cái nào mà nổi trội quá là nhiều chướng nạn, cho nên chỉ có xả hết, có tu không, có mỗi ngày có đi khất thực, có ngủ ở ngoài đồng, ngoài Gò Mã đồ không, vậy mà cũng bị phỉ báng nữa quý vị thấy không? Nhưng mà họ không biết là phỉ báng nó tội rất lớn. Còn giáo pháp Đức Phật mình phải so sánh giáo pháp Đức Phật có đúng không chứ? Thấy không? Mình phải có cái trí huệ để so sánh. Bây giờ chuộng bây giờ Phật pháp nó quý vị coi lịch sử Đức Phật như thế nào, tu tất nhiên hạnh khổ hạnh hạnh đầu đà tức không ai làm được, cũng không nhất thiết làm như vậy. Tuy nhiên mình phải tán thán tôn trọng vì đó là chánh pháp. Còn giáo pháp của vị thầy ấy thì tất nhiên người thầy ấy cũng tu thời gian bao nhiêu đó thì tất nhiên giáo pháp cũng chưa có thể thông suốt hết được, thì cũng có thể có những điểm nào đó ví dụ như có thể nó không có tương ứng hoàn toàn với kinh thì mình cũng phải chấp nhận, tại vì người ta cũng là một người cao học và người ta cũng rất khiêm tốn đúng không, khiêm tốn. Còn màu áo thì Đức Phật cũng đâu có quy định là màu vàng đâu, là màu Phật giáo đâu, đâu y vàng đâu, quý vị thấy qua Nam Triền không, cái y áo màu tím tím đỏ đỏ đúng không, đó áo của Trung Quốc màu đỏ, cà sa của màu Trung Quốc màu đỏ, cà sa của Đài Loan thì màu nâu, giống như miền Bắc á, hồi trước cũng dùng màu nâu, cho nên mỗi quốc gia thích màu nào lấy màu đó. Đức Phật chỉ là nói y phấn tảo, y phấn tảo là lượm ở ngoài á, chấp bá lại rồi có cái thêm cái nhuộm y nữa, nhuộm cho nó cùng màu nữa thôi, nhuộm cùng màu nữa thì tốt, mà nếu mà không nhuộm được thì thôi. Rồi nhưng mà Đức Phật cũng không có chấp trước, có lẽ Đức Phật nói là nếu như có người cúng vải tốt, cúng y thì cứ nhận đấy, còn nếu ai hay tu hành đầu đà thì không nhận, không chuyển lượm vải đó thôi, đó là hành đầu đà thì mình không có chấp trước nha. Đó có không mà cứ rơi vào cái sự chấp trước hoài, cái gì phải giống mình mới được, còn cái nào không giống mình là sai, điều đó không đúng. Nên nhớ cái gì không giống mình vẫn có thể đúng, cái nào đúng mình giống mình chứ hẳn đã đúng đó. Đó. Cho nên là mình hãy có trí tuệ, người học Phật là người có trí tuệ, chứ không phải người học Phật là mê muội chạy theo cái hình thức rồi bỏ cái thực chất bên trong đó. Cho nên chúng ta tán thán những vị thầy ấy là đã biểu dương những cái hình ảnh của Đức Phật. Hôm nay thì Giang có đăng lên trên Facebook đó, quý vị thấy không, có một vị thầy đó là giảng sư của trường Đại học Hưu Tích tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Một cái trường đại học mà dạng học phí cao á, mà làm giảng viên trình độ thạc sĩ rồi vậy mà cũng bỏ đi tu, cũng bây giờ cũng học cái hạnh đi hạnh đầu đà như vậy đó. Tất nhiên mới đi, không có đi được lâu, nhưng mà mới đi, nhưng mà rõ ràng đạo Phật rất tuyệt vời, người ta trình độ thạc sĩ, người ta trình độ giảng viên đại học mà sẵn sàng bỏ hết để mà đi hành khất, ngủ nghĩa địa, ngủ ngoài bờ ngoài bụi ngoài đường đúng không ạ, ngủ trong rừng vân vân, ngày ăn có một bữa khất thực như vậy không có gì hết, đó là gì, rất là tuyệt vời, người ta cũng phải căn cơ cũng cao đúng không đó. Quý vị thấy người ta làm được như vậy, mình thì có gì đâu đúng không, quý vị chỉ có gì đâu, đâu có gì đáng đâu, cho nên xả, người ta xả cả đó đó, mình phải học được như vậy. Dạ, A Di Đà Phật.